Có thể khẳng định, đây là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Tiến Linh. Tại Bình Dương, anh không còn là hạt nhân chính của đội chủ sân gò đậu trên hàng công. Ở đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh cũng mất đi vị thế độc lên ở vai trò tiền đạo cắm. Theo thống kê của Sportbay, trong 6 trận đấu vừa qua của Tiến Linh dưới thời huấn luyện viên Philippe Chusier, cầu thủ này chỉ ra sân vỏn vẹn 26 phút. Anh sở hữu con số thống kê đáng lo với không bàn thắng, không kiến tạo, thậm chí là không có nổi một cú sút trúng đích. Tiến Linh còn phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha chơi xấu với trung vệ Theus Browning ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc trong dịp FIFA Day tháng 10 vừa qua. Huấn luyện viên Chusier còn nhiều mối lo Tiến Linh đang không đạt phong độ tốt. Trước khi lên hội quân đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh đã ra sân tổng cộng 110 phút sau 2 trận đấu. Ở trận mở màn V-League năm 2023 đến năm 2024 gặp Bình Định, anh ra sân 75 phút, tuy nhiên màn trình diễn chưa được như mong muốn. Đến trận tiếp đón Hải Phòng, thậm chí huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức còn cất Tiến Linh trên băng ghế dự bị hơn 2/3 thời lượng của trận đấu. Sau khi vào sân, thay vì đá vị trí sở trường, Tiến Linh lại được giao nhiệm vụ lùi sâu phát triển bóng, chơi sau lưng ngoại binh Quinn Ibarra, từ đó anh cũng không còn nhiều đất diễn. Lần gần nhất Tiến Linh ghi bàn vào ngày 27 tháng 5 năm 2023, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bình Dương và đội Hà Nội tại V-League mùa trước. Tức cầu thủ quê Hải Dương đã không nổ súng hơn nửa năm nay. Tại đội tuyển quốc gia, lần gần nhất Tiến Linh ghi bàn vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, trong trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Kể từ thời điểm đó, Tiến Linh chưa có thêm bàn thắng nào trong màu áo đội tuyển quốc gia.